Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thủ tục trực tuyến của hãng Bamboo Airways và khai báo y tế khi đi máy bay trong nước. Sau đây mình sẽ làm thủ tục cho chị Bùi Thị Dung là khách hàng thân thiện khi đặt vé máy bay bên mình. Các bạn có nhu cầu đặt vé máy bay giá rẻ hoặc hỗ trợ các thủ tục hàng không, hãy liên hệ hotline 039 297 9999. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ cho bạn. Để cập nhật được những video mới nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo, like và chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cho các bạn làm nhé. Sau khi vào website của Bamboo Airways, chúng ta tiến hành làm thủ tục trực tuyến. Các bạn ấn vào chữ làm thủ tục. Sau đó các bạn kéo xuống dưới. Ấn vào chữ làm thủ tục trực tuyến ngay. Khi đặt vé máy bay bên mình thì bên mình đã cung cấp vé điện tử cho các bạn hoặc là vé giấy. Các bạn hãy nhập mã đặt chỗ trên mặt vé vào đây và ô mã đặt chỗ. Các bạn nhập mã đặt chỗ vào và nhập tên đệm và nhập họ. Ấn vào nút làm thủ tục. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn hành khách là Bùi Thị Dung. Chúng ta ấn nút tiếp tục. Và tích vào ô có đồng ý. Chúng ta sẽ tích vào ô đặt chỗ trước. Và tích vào ô quý khách vui lòng lựa chọn ghế ngồi. Những ô màu trắng này là chúng ta có thể chọn được chỗ. Những ô màu đỏ này là đã có khách hàng ngồi ở đó rồi. Mình sẽ chọn cái ô ghế 32. Rồi sau khi chọn chỗ xong, ta sẽ ấn tiếp tục. Sau đó chúng ta sẽ gửi thẻ lên máy bay về email của mình. Các bạn nhập địa chỉ email vào đây. Ấn gửi. Vậy là đã gửi thành công. Hoặc là các bạn cũng có thể tải về. Đây là vé điện tử trong hộp thư và vé chúng ta download từ trang web về hoàn toàn giống nhau. Đây là toàn bộ chiếc vé điện tử. Chúng ta sẽ không cần phải check in lấy vé giấy nữa. Khi ra sân bay chúng ta chỉ cần xuất trình vé điện tử, chứng minh nhân dân và tờ khai y tế online. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn làm thủ tục trực tuyến trước khi đi máy bay xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn khai báo y tế. Chúng ta sẽ vào trình duyệt web và gõ từ khóa tờ khai y tế. Bây giờ chúng ta click vào website tờ khai y tế.vn. Đây là trang web tờ khai y tế. Khi chúng ta di chuyển nội địa, chúng ta sẽ click vào di chuyển nội địa. Chúng ta sẽ nhập số điện thoại của chúng ta vào. Đây là mình khai cho khách hàng của mình, vì vậy mình sẽ phải nhập số điện thoại của khách hàng của mình vào. Sau khi nhập số điện thoại xong, chúng ta sẽ ấn vào ô nhận mã OTP và chúng ta chờ mã OTP sẽ được gửi về điện thoại. Khi chúng ta nhận được mã tin nhắn OTP, chúng ta sẽ nhập mã OTP vào và ấn tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhập nội dung. Tên người bay là Bùi Thị Dung. Chặng bay là Hà Nội đi Nha Trang. Số ghế là 32F. Rồi phần trên chúng ta đã kê khai xong. Chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Họ tên Bùi Thị Dung. Số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ, tỉnh thành, Hưng Yên, huyện Ân Thi, phường Đào Dương, hiện tại đang cư trú ở Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên, số điện thoại, nếu có email thì các bạn điền email, không thì thôi. Rồi ở phần này thì chúng ta sẽ ghi là trong vòng 14 ngày các anh chị có đến tỉnh, thành phố, quốc gia, vùng lãnh thổ nào. Có thể đi qua nhiều nơi. Chúng ta chỉ đi Nha Trang thì chúng ta sẽ khai là đi Nha Trang. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ kê như sau. Di chuyển trong nước. Phương tiện đi lại. Chúng ta ghi là máy bay. Nơi đi. Thành phố Hà Nội. Nơi đến. Là tỉnh Khánh Hòa. Số phương tiện. Ghi là một phương tiện. Ngày khởi hành. Ngày 17 tháng 3. Bên này chúng ta sẽ chọn là điểm đi. Điểm đi là sân bay Nội Bài. Điểm đến
điểm đến ở sân bay Cam Ranh. Số ghế, chúng ta sẽ xem trong vé của chúng ta là số ghế bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhập cái số ghế đó vào. Số ghế 32F. Ngày đến là ngày 17. Tiếp theo ở dưới này là những triệu chứng chúng ta không có thì chúng ta ghi là không. Nếu có thì chúng ta sẽ tích là có vào. Đây, những ô triệu chứng ho, sốt, khó thở, viêm phổi, đau họng. Đấy, nếu mình có thì mình tích là có vào, còn không thì ghi là không. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Tờ khai y tế này. Chúng ta khai là di chuyển nội địa này. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập họ tên này, số chứng minh nhân dân này, năm sinh, giới tính, quốc tịch, tỉnh thành, quận huyện, phường xã, địa chỉ thường trú, số điện thoại, nếu có email thì ghi mà không thì thôi. Chỗ này chúng ta di chuyển đến Nha Trang thì chúng ta sẽ ghi là Nha Trang. Loại phương tiện chúng ta ghi là máy bay. Nơi đi là thành phố Hà Nội. Nơi đến là tỉnh Khánh Hòa. Số phương tiện 1. Ngày khởi hành 17 tháng 3 2021. Bên này là điểm đi. Điểm đi là sân bay Nội Bài. Điểm đến là sân bay Cam Ranh, Nha Trang. Số ghế là 32F như trong vé. Ngày đến là ngày 17 tháng 3 2021. Bên dưới này là các triệu chứng. Chúng ta sẽ ghi là không. Tất cả đều tích là không hết. Còn nếu có một bất kỳ một triệu chứng nào thì chúng ta sẽ tích vào những cái ô này. Sau đó chúng ta sẽ nhập mã bảo mật. Đây, cái mã bảo mật đen đen bên này. Chúng ta sẽ nhập mã bảo mật. Chúng ta sẽ lựa chọn xem cái mã nào nó dễ nhìn nhất thì chúng ta sẽ nhập. Chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên xoay vòng này. Xem cái mã bảo mật nào mà dễ nhìn nhất thì chúng ta sẽ nhập vào. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ ấn gửi tờ khai y tế. Sau khi gửi thông tin thành công thì chúng ta sẽ có cái mã như thế này. Mã quét QR này, thông tin của chúng ta này, và số điện thoại của Bộ Y tế này. Rồi, khi lên máy bay thì chúng ta sẽ xuất trình vé máy bay điện tử, chứng minh nhân dân và mã khai y tế. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong đầy đủ các bước yêu cầu của chính phủ cũng như của hãng hàng không để thực hiện các chuyến bay trong nước và quốc tế. Hiện tại dịch Covid vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Nếu các bạn không khai báo y tế, các hãng hàng không sẽ từ chối vận chuyển. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện các bước khai báo y tế online. Chúc các bạn thành công. Các bạn có nhu cầu đặt vé máy bay giá rẻ hoặc hỗ trợ các thủ tục hàng không, hãy liên hệ hotline 0392979999. Chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ cho bạn. Các bạn hãy nhớ ấn nút đăng ký miễn phí, bật chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ chúng tớ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.